Luộc xong xem nào. Rồi. Nào mở quả trứng ra xem có cái gì bên trong nào. Wow, có một bác gấu. Bác gì nhở? Bắt cháu. Bác gấu đâu? Bỏ bác gấu ra xem nào. Ui, nào con vặn. Để bác gấu đi xem nào. Con bác gấu làm gì nào? Nữa bạn nhiều vào. Bạn 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 về chiều này đưa của bạn. Ấy à, bác gấu làm gì đây, bác gấu đi đâu đây, xin chào bác gấu nha. Nào đây con bạn nhiều vào, bạn nhiều vào, bạn nhiều vòng vào. À, bác gấu.